Ê, đeo theo quá trời luôn, quậy quá trời, cho nên giờ lấy bỏ lên cái nồi của cô Thanh nè, để cho nằm chơi nè đó. Dục. Ê. Chi 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 chi. À chu. À chi. À chi. Chi. Để soạn ba cái đồ nè, còn đang soạn nè. Ba cái đồ trong tủ soạn cho nó gọn hết rồi đầu dẹp hết vô cái tủ cho nó trống. Cũng không có bao nhiêu đồ hết mà tại không có thời gian soạn. Đây nè. Có mấy món mà cứ kiểu cái phòng này cứ dục vô vậy đó. Bữa mua hai cái giường để lên để nằm nằm ngủ mà tới cuối cùng qua giờ bạn nhỏ này bạn còn nhỏ quá bạn cứ bò rồi lọt dưới giường hoài à, cho nên giờ để cái giường xuống đất luôn rồi. Giờ hai cái giường đang nằm chơi, hai cái giường đang nghỉ lễ. Để khi nào mà cô này lớn là nó bắt đầu mới để cái giường lại. Chơi đi con. Đó, chơi đi. Để mày soạn đồ. Rồi ba cái đồ của ba nó nè. Soạn ra để mặc. Chứ cất ghiếc nè. Cả chục năm mà còn mới tin nè. Rồi đợt đó mình có in mấy cái áo này nè, để mặc gia đình đi chụp hình á. Giờ soạn ra luôn để cho ba nó mặc ở nhà cho mát. Nè, dễ thương. Mát rồi à. Ừ nè, ba cái đồ đi làm của ba nó bỏ tùm lum hết trơn. Giờ soạn lại cái nồi nè, giờ xếp cái nồi lại nè, bắt đầu giờ đi cho đồ nê, gom mấy cái đồ này cho đồ nê hết cho chống nhà chống cửa. Đây nè, em soạn một bịch nè đồ cho đồ nê nè, thư từ lá lú gì còn nguyên nè, lát còn phải soạn cái này để ba nó soạn, ba nó đọc, rồi cái nào cần thì để lại, còn cái nào không cần thì bỏ. Tùm lum hết trơn. Bắt đầu em sẽ set up lại cái phòng này. Làm 2 ngày rồi đó mà cái phòng còn nhiêu đấy. Chiều rồi, chiều nằm chơi rồi đó. Kinh á. Khoái chí nữa giờ đập. Nằm đạp người bùm 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 luôn nè. Không chịu. Không à. Thấy chưa, cô chú thấy chị trả lời chưa à. Khoái, nằm nó giờ đạp bùm bùm này luôn á. Cười. Quá hôm nay nằm cái giỏng này được. Nằm cái giỏng này đã quá vậy ta. Nè, ôm em đi, ôm em bé đi. Không à, dục hả? Thấy không? Cô chủ thấy không? Không. Nắm hai cái giò chơi chứ không chơi cái con kia. Đó. Quá trời quá đất đã luôn. Đưa lắc lư vậy đó. Đã quá. Buồn ngủ rồi. À, đưa hồi buồn ngủ luôn rồi. Trời móc vào mũi kìa. Cái tay móc vào mũi kìa. Cái tay móc vào mũi kìa. Cười. Cô chú coi nè, nằm chơi ngồi chán rồi nè. Em đang làm anh chuyện mà nó cứ kêu. Nó kêu. Đó kêu. Vậy là kêu đó. Ok. Rồi sao? Đó kêu á, kêu mama đó. Kêu em mà kêu vậy đó. Mâm mâm hả? Con mâm mâm hả? Mâm mâm hả? Ok gọi mâm mâm. Mâm mâm hả? Đâu mâm mâm sao? Mâm mâm sao? Mâm mâm sao? Kêu mâm mâm mâm. Kêu đi mâm mâm nữa đi. Cái gì khét khét vậy? Ba con hâm gì dưới khét khét vậy? Rồi. Lại đây. Thôi vậy. Thôi vậy. Không ngồi vậy. Không ngồi được á. Ok. À, cô công chúa ngồi chơi nè cô chú. Rồi à. Ba của Emily đang thu gom những cái lá chuối. 2 năm rồi hả? Năm nay mới thu hoạch được lá chuối hả? Mới trồng được tháng rồi là mùa đông tới rồi. Cái không có thu hoạch được lá chuối, năm nay thu hoạch được lá chuối nè. Đó, ông xã em ông cất.
cái này làm nem á anh, làm nem hoặc cái lụa đồ. Cái này cái cuốn nó mềm nè, chưa lại tới khi mà xài cái anh ngắt ở chỗ này nè, cái anh tước ra thôi. Ngắt cái này tước cái sóng nó ra. Giờ ba nó rửa, anh muốn rửa anh lấy mấy cái này hết, cái anh bịt cái lỗ này lại, cái anh xả nước á. Không anh vuốt gì không sạch đâu. Anh xả nước cái anh vuốt nó. Được nhiều đây lá nè, nhiều đây lá nè, cũng nhiêu ta 10 đồng á, nó bán hộp á. Nó bán hộp, nó hộp mà cái lá của nó thì nó bự hơn, lá của nó của ngoài chợ thì bán bự hơn, mà thôi kệ mình có mình xài thì mình khỏi phải mua nè. Mì nám rồi. Hôm nãy phơi nắng nó bự á. Để vừa nắng quá để cho nó cách cái ấy rồi. Cây chuối ở ngoài trước được ba cây mà có một cây nó bự cho nên được cái lá to vậy nè, còn mấy cây kia thì nó bị nhỏ vậy nè, mà nó nhỏ xíu vậy chứ nó nhảy con nè cả nhà nè, cái lá nó vậy nè nhưng mà nó nhảy con nè. Ở bên đây thì cây chuối, lá chuối rồi mình cưng ha, mình quý ha. Còn ở Việt Nam trời ơi, chuối là một cái loại là rất là dễ luôn, bởi vì lá chuối ở Việt Nam mình xài nhiều là vậy, cây chuối, lá chuối, thân chuối, cái gì cũng xài hết trơn. Hồi đó em nhớ em chơi, em làm cái súng bằng cái sống chuối này nè anh, cắt ra cái xong cái bẻ lên này nè, cái vuốt cái nọc bạc vuốt rồi tát đã làm cái súng bắn. Giờ em xả em muốn ngồi đó, vuốt từng lá trời ơi ghê chưa, trời ơi ông nhưng mà mặt có mặt hạnh phúc, có mặt hạnh phúc có được mấy lá chuối. Mà đựng cái lá chuối thì quấn vô nó có cái vị thơm của cái lá chuối, nó thơm nó ngon. Anh lấy cái thau đi, anh hứng một miếng nước đi chứ anh đừng có làm gì. Đây nè, lấy cái thau này nè, hứng một miếng nước vô, cái anh nhúng cái anh vuốt nó thì nó sẽ sạch hơn nè. Ba mày không có chuyên nghiệp gì hết, dân không chuyên nghiệp gì hết. Làm đi, mình đây làm đi. Lên hơi lần nữa. Đó thấy không? Cái đầu bán cái thấy không? Ông chồng em bán cái cho em mà không đi rồi. Đây cái thau gì nè, rửa trong cái thau gì nè cho nó sạch chứ còn ông vuốt từ cọng gì thì nào nó sạch. Lát nó rớt mà bụi vô trong đây đầy. Nóng quá, tại vì cái đó nó là sắt á, coi nó có nấu cái nó nóng. Chính luôn. Đó anh rửa trong cái thau vậy nó nhiều nước. Rửa đi, lên. Nâng như trứng mà hứng hứng như trứng hoa.
Ôi, gì đó. Anh hai coi chừng em nha, coi chừng em đi cầu thang nha. Dạ, nó kêu bà nó xong cái nó cười. Hi. Cười. Ê, ê, ê. Nãy nó cười vậy đó, nó lại nó đứng cái kiến nó dòm ra ngoài nhà đó xong cái nó cười. Em mới móc điện thoại em quay đó cả nhà. Đó, giờ ngồi. Con ăn trái cây quá trời nè cô chú ơi. Ngày hôm nay mẹ có trái cây quá trời, mẹ cho con hai trái luôn. Hồi nãy một trái một trái đào giống vậy nè mà màu lợt hơn. Rồi bây giờ chị ăn cái trái kia nó bấy bá hết rồi. Cái chị chê cái đưa cho em cái em bỏ rồi. À mềm ăn đi con. Mầm đi em. À mẹ làm chuyện, mẹ làm gì? Em làm chuyện nó ngồi dòm theo thì ok. Bây giờ em lại gần cái nó đòi. À, nè, trái cây nè, mới lấy trái cây về nè cả nhà. À, em có cô bạn á, cô cho, cô gọi điện qua cho em qua em lấy nè, nè em mới chất vô nè, táo cũng nhiều lắm, với chanh nữa nè, đó. Cho chanh đó cho luôn, hộp nho nữa nè, cái cô bạn mới cho hộp nho, còn mấy cái kia rồi em mua, ăn nữa hả? Ê, để mày rửa cho, ra ngoài nó ngồi đi. Đóng tủ cho mẹ đi, đóng tủ cho mẹ đi. Hai hả? Ok. Nè, con này bắp này hôm qua em mua trong chai hình. Đây, con này chưa có sọn nữa nè. Cam rồi dưa leo rồi cái gì quá trời luôn nè. Bánh nữa nè. Bốn hộp bánh của mẹ đâu? Trả bốn hộp bánh này cho mẹ. Ra lấy bốn hộp bánh trả đây. Còn bốn hộp bánh nữa. Đây. Con này hôm qua em mua cà pháo nè. Này là em làm chua bóp lỗi á, kiểu bóp lỗi á nè, bắt đầu nó mềm ra nè cả nhà đó. Ngon quá, đến rửa nho, nho này nho kẹo nha, ăn cái mùi giống như ăn kẹo rồi, ngon lắm. Hả? Nhà bánh của em nè. Ủa cái hộp kia đâu, còn một hộp nữa đâu? Nãy khui ra cho Emily ăn rồi. Cái này cũng là bánh luôn nè. Đợt này cho bánh không à. Kẹo nữa nè, có kẹo nè. Chuối này ăn rồi, chị để nó chín quá. Ê, dạ. Ôi, ôi cái mặt. À bà. À. Mầm rồi xong. Rất đắt luôn, anh hai cho em một trái nhỏ anh hai. Anh hai cho em trái nho rồi. Nho đâu? Bánh nè. Ủa cái nắp đâu? Không phải cái nắp nó màu này nè. Nè em bé. Em bé ăn đi. Nè em bé ăn đi. Miếng ụm đi. Nó ụm đi. Trời ơi, lên nước luôn. Lên nước luôn, quá xá rồi. Rồi đó. Quá. Cho ăn đi, lát lên tắm. Bữa nào ăn cũng vậy. Bữa nào ăn cũng vậy chứ. Ghê chưa. Sợ luôn, sợ quá sợ. Ha ha ha.
đánh răng đó cô chú. Cô ấy thấy em cầm cái ly, cái ngậm miếng nước, cái nhã, cái giờ cô ấy bắt trước y chang không biết thấy à, ngậm miếng nước nhã. Ca ngậm nước nhã nè, được bắt trước. Bắt trước. Không bi nè, bắt trước mẹ nè. Bắt đầu cái cứ cầm cái ca lên cái rồi cái ngậm được đó. Đó. Mẹ mới tắm rồi chứ. Mới tắm xong đi ngủ. Ngủ giấc dậy ăn xong cái giờ mình mẩy vậy đó. Mình mẩy lên nước lại rồi đó. Nào cho nó đỡ rít đi. Cho rít quá. Chân cẳng, giò cẳng đi. I'm back. Lại cái mặt cái kiến nào bắt đầu á hả, nói chuyện up up nó dòm cái mặt nó cái nào nó nói nè em đi nè giờ mẹ nè up ừ đúng rồi. Sao nó ngăn sao rồi xuống nó ngăn gầy rồi xuống. Hả? Hello? Hello?